Hello hello, xin chào anh em, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Dạo gần đây thì cùng rất là vui khi có nhiều bạn đang là anh ơi. Dạo gần đây em vào đánh em gặp kiểu Nagaroth mùa giống anh cực kỳ mà em đánh rất là khó chịu và không biết cách khắc chế con Nagaroth như nào cả. Và thực sự là em gặp những con Nagaroth của toàn là kiểu nam mơ sướng anh. Thực sự nó cũng có một phần một chút là rất là tự hào khi tất cả các bạn xem clip của mình mổ ná rất tốt. Và song song bên cạnh đấy thì cũng thực sự nó cũng gây hơi bị khó chịu một chút đối với tất cả mọi người nào mà đối đầu với những vị tướng ná đấy. Thì hôm nay một tin vui cho tất cả anh em và một tin buồn cho anh em nào chơi ná nhá. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc chế một cái mèo nhỏ khắc chế ná. Nếu bạn Nagaroth nào không xem cái clip này thì chắc chắn các bạn sẽ khắc chế được Nagaroth. Và những bạn nào mà có cái clip này thì chắc chắn sẽ khắc chế lại được, bởi vì là các bạn ấy biết được cái mèo này thì rất là khó, nhưng không sao, có con hơn không. Và clip này đây các bạn hãy nhìn thật kỹ, thằng ná đã làm gì mình ạ. Ok, như bạn đã thấy thì thằng ná Nagaroth vừa rồi đã bay vào dùng hết tất cả những cái skin của mình của nó vào mình. Và các bạn đều biết rồi, Nagaroth mà hết skill bài thì hầu như con ná nó rất yếu. Các bạn nào chơi ná các bạn biết mà. Và đặc biệt giai đoạn đầu game, Nagaroth không thể nào đủ đám để giết được một thằng ngủ không ở giai đoạn đầu game. Hoặc ngược lại, thằng ngủ không không bao giờ đủ đám để giết được thằng Nagaroth ở giai đoạn đầu game. Đấy, mình nói như thế này có nghĩa là nếu mình bị thằng Nagaroth nó zone đám ấy thì mình sẽ chạy, yếu máu mình chạy. Chứ như bạn phản biện đầu game em cầm Nagaroth em vẫn giết chết ngủ không. Thì đúng, bởi vì thằng ngủ không thất máu, hoặc do thằng ngủ không nó muốn đánh khô máu, hoặc do thằng ngủ không đứng im thì mới giết được. Chứ gặp mơ sướng mà cầm ngủ không thì giải gì anh em. Đấy, cái pha này thực sự là đấy không đủ đám đâu. Đấy các bạn thấy chưa, không đủ đám. Nhưng mà không xếp được, không đủ đám á. Mình đã nói rồi, ra là đầu game không đủ đám. Cho nên mình sẽ phân tích, các bạn hãy lắng nghe thật kỳ các bạn nhé. Đó là khi đối đầu hoặc là khi bản thân mình cầm Nagaroth thì sẽ làm thế nào để giết thằng ngủ không. Đấy, chúng ta phải phân tích là như vậy. Đấy, là đơn giản thôi. Khi mình cầm Nagaroth chắc chắn thôi, mình sẽ combo 2-1 và dùng chiêu 3 ngay lập tức để dồn đám kiệt để cho ngủ không. Từ từ. Mình tìm anh em mấy thằng ná chạy rồi. Ôi, thằng Joker có chiêu 2 tăng hình, từ chờ nó hết chiêu 2 nhá. Đấy, ngon quá. Đấy là một cái mèo khi giết Joker nhá. Khi Joker dùng chiêu 2 các bạn không được dồn đám vào nó đâu. Đấy, và mình sẽ nói tiếp một chút là nếu mình là thằng Nagaroth thì mình sẽ dùng combo 2-1 và dùng chiêu 3 lập tức để có thể là outplay chiêu 3 thằng ngủ không. Làm thế nào nếu mà giết được thằng ngủ không ấy thì thằng Nagaroth sẽ không bị choạng. Đấy, nếu bản thân mình cầm ná mình giết thằng ngủ không ấy thì bắt buộc không bị thằng ngủ không nó choáng, mà mình phải né được cái choáng ngủ không bằng cách dùng chiêu 3 ngay lập tức khắc và dồn đám vào ngủ không luôn. Đấy, thì chúng ta sẽ vìn ngược lại cái điều đấy để đối đầu với Nagaroth. Khi ngủ không đối đầu với Nagaroth làm thế nào để không bị giết? Đương nhiên rồi, chúng ta phải né được chiêu 3 của thằng Nagaroth, hoặc chúng ta phải dùng chiêu 3 choáng được thằng Nagaroth. Đấy, chứ nhiều bạn cầm con ngủ không các bạn sẽ bị lỗi. Các bạn bị thằng Nagaroth nhảy vào, thường các bạn sẽ bị cuồng, các bạn sẽ dùng chiêu 3 luôn. Nhưng lúc đó thằng Nagaroth đã sử dụng chiêu 3, nó kháng hiệu ứng khống chế thôi, thì ngủ không nó sẽ yếu thế hơn thằng ná một chút. Đấy, cho nên khi chúng ta cầm ngủ không đối đầu với Nagaroth thì làm thế nào bắt buộc các bạn vào thằng Nagaroth khi thằng Nagaroth không còn chiêu 3, hoặc là mình nhử thằng Nagaroth dùng chiêu 3 trước mình và bản thân của mình cầm ngủ không còn chiêu 3 sau nó, thì chúng ta sẽ ăn được Nagaroth các bạn nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái mèo và cái kinh nghiệm cực kỳ đáng quý này khi đối đầu với Nagaroth. Đương nhiên rồi, nếu các bạn có thấy thằng Nagaroth còn full chiêu giải gì các bạn vào, trừ khi các bạn gọi là các bạn có cái thế chủ động, các bạn nấp bùi chẳng hạn, các bạn thấy thằng Nagaroth đi quá thì các bạn có thể đập được nó. Nhưng nếu các bạn lồ sai nhé, các bạn mà lồ sai thì các bạn không bao giờ ăn được thằng Nagaroth đâu. Đó là mình nói thật quan điểm như vậy, các bạn phải biết như vậy. Đấy, cho nên là chỉ có một cách là phải nhìn thằng Nagaroth còn chiêu 3 không, hoặc là không được để cho thằng Nagaroth dùng chiêu 3 để phá cái chiêu 3 của mình không. Đấy, nôm na là các bạn bắt buộc phải toán thằng Nagaroth thì chúng ta mới chơi được. Đấy, là một cái mèo khi các bạn đánh ngủ không. Nhưng mà thực sự là đối với các bạn nào chơi pro ngủ không thôi thì những cái mèo này các bạn thừa biết rồi, bởi vì các bạn không có ai để chia sẻ nên là ấy với đó, nên nhắn tiền clip này mình chia sẻ các bạn một cái mèo nhỏ để đối đầu với Nagaroth các bạn nhé. Đấy, đó là cái giai đoạn đầu game thi ná với thằng ngủ không, thì mình sẽ đánh giá là thằng Nagaroth sẽ nhìn thằng ngủ không. Nhưng từ giai đoạn giữa game trở đi
thì thằng ngủ khống cái lượng sát thương nó sẽ tốt hơn thằng Nakatop các bạn nhé. Nhưng đó cũng đã đồng nghĩa rằng là thằng Nakatop mà từ pha này thằng Nakatop được ý đấy. Nháy về chúng tôi không để được nó rồi anh em ơi. Chiêu hai luôn. Ôi giời, thằng này nó đua mình, thằng này triếu mình thề thằng này triếu tẩu cái thật. Để phải chấp nhận anh em ạ, khi mà gặp một cái thằng ná nó triếu mình như vậy mình chấp nhận, bởi vì chấp tướng mà anh ấy, chấp tướng đấy, cho nên đó cái điều chấp nhận thôi, không có vấn đề gì hết. Và các bạn phải nhớ thật kỳ các bạn nhá, các bạn phải tơi đi tơi lại mấy lần để các bạn có cho mình kinh nghiệm ở đấy. Và bây giờ là cách mình sẽ đối đầu với thằng ná Karot này. Muốn giết thằng ná yêu cầu phải chọn được thằng ná Karot đấy. Các bạn nào chơi ngủ không các bạn đều biết, mỗi lần các bạn choáng được thằng ná thì hầu như các bạn sẽ giết được nó hoặc là cầu nó hơn 80% máu. Không giết được nó thì cũng sẽ cho nó xỉ con bát các bạn nhé. Đấy, nếu các bạn choáng được thằng ná Karot đấy, cho nên là các bạn hãy nên nhớ cho mình điều đấy, làm thế nào để choáng nó thì mình đã phân tích các bạn rồi. Thằng Vũ không đánh kém hả? À đó không sao các bạn nhé. Rồi và mình sẽ nói tổng nó tổng thể trong trận đấu này một chút, là khi team địch có hai vị đứng sao thủ khi đánh late game ấy thì chúng ta cũng sẽ phân tích một chút vào những cái vai trò, những vị thử màu nó sẽ làm gì late game. Chẳng hạn như con Esu về late game, giữa game, late game thì mình sẽ không đánh giá cao đâu, nhưng giữa game mà đánh rất là khó chịu. Và bây giờ là có mắt tổng thôi, mình sẽ ké cái thằng Joker, từ Joker mất chiêu hái này, Joker mất chiêu hái này, từ từ đây mình sẽ ra giết Joker này. Đây, thêm thằng Esu nữa. Đây, giết Esu luôn. Ôi Esu chạy rồi, giết thằng bo này phát rồi. Ôi thằng Arthur trấu các bạn thấy chưa? Thằng Esu nó rất là khó chịu. Đấy, trong khi một cái team của nó có hai xạ thủ, ôi thằng Na này. Rồi lá ví cổ lên, lá ví từ từ. Đấy, từ từ mình không ra được, ra là mình chết cái pha này luôn, từ từ. Rồi ra. Ôi trời, sorry, ra hơi chậm cái pha đấy. Thực sự nếu mình mà ra trước ấy thì mình sẽ chết cái pha này các bạn nhá. Sorry lá ví. Rồi để mình phân tích tiếp để cho tất cả các bạn hiểu nào. Khi team địch có hai vị tướng xạ thủ muốn win ấy thì bắt buộc phải giết kết hai thằng xạ thủ đấy. Nếu team nó còn một trong hai xạ thủ thì đồng nghĩa việc chúng ta sẽ không lấy được trận đấu, nên chúng ta phải giết được thằng Esu và thằng Joker thì trận đấu chúng ta sẽ lấy được 80% thôi. Đấy, cho nên là các bạn phải làm như thế nào, các bạn chỉ ngủ không hay là những vị tướng chủ lực thì các bạn phải giết được hai thằng xạ thủ của nó, còn không giết được các bạn đừng bao giờ nghĩ đến cái chuyện các bạn có thể làm được gì. Và cho mình xin quảng cáo một chút rằng là các bạn ơi, thực sự là mình đang có một tầm vài nick thôi, không có nhiều đâu, chỉ vài nick, chỉ vài nick là Phún Ngọc các bạn nhé. Phún Ngọc Phún Tướng và giá chỉ có 1 triệu thôi các bạn ạ. Và hình như là trên 100 mấy 200 mấy skin đấy. Đấy, nó rất là rẻ và mình chỉ còn vài cái, không có nhiều đâu. Cho nên các bạn nào mà có nhu cầu mua nick mà bị mất nick rồi ấy, thì các bạn hãy liên hệ qua số điện thoại 0868610000 các bạn nhé. Để có thực sự là những cái nick này mình chỉ còn được vài cái thôi, cho nên thực sự là mình sẽ không có nhiều để bán đâu. Cho nên bạn nào mà có nhu cầu thực sự thì bạn hãy nhắn tin qua điện thoại đấy và gọi qua điện thoại để mình tư vấn trực tiếp nhé. Phún Ngọc anh em ạ, Phún Ngọc và Phún Tưởng nhé. Và giá có 1 triệu thôi nhé, giá 1 triệu hoặc là nhìn hơn 1 triệu một chút. Thì cho nên là anh em nào mà mua nick thì anh em đừng quên đang hãy gọi qua số điện thoại giúp mình nhé. Còn anh em nào mua nick dưới 1 triệu thì các bạn hãy vào shop mơsương.vn nhé. Thực sự là quảng cáo một chút mà anh em thông cảm. Đấy, bây giờ thì quay lại trận đấu một chút các bạn nhé. Các bạn hãy nhìn cho mình kìa. Bây giờ là cái thế trận này. Thằng Esu, từ mình đập chẳng lẽ bắt được mình. Từ bình tĩnh em ơi. Rồi, trong kia có 7 rồi. Thằng Esu đây. Từ mình sẽ quay lại Joker nữa anh em ạ. Cả Esu cả Joker. Ui. Khiếp. Bây giờ biết đập được này. Khả năng một combo mình sẽ giết được một thằng đây. Esu đây. Có 7 kìa anh em kìa. À rồi xong rồi. Pha này chết rồi anh em ơi. Xàm xí quá. Đấy, thì bây giờ là phút thứ 12, 13 game thôi. Thì đây cũng là cái giai đoạn gần late game thôi. Như các bạn biết, mình đã phân tích thôi. Nếu chúng ta muốn chiến thắng trong trận đấu này ấy, thì chúng ta bắt buộc phải giết được hai thằng xạ thủ chủ lực của nó thì chúng ta sẽ có trận đấu. Còn cách giết thằng Nakatop như nào thì mình đã hướng dẫn các bạn thôi. Đó là làm thế nào để choáng được thằng Nakatop khi nó không còn chiêu bá. Đấy, hoặc đồng nghĩa rằng là chúng ta phải giữ chiêu bá với thằng Nakatop khi nó mất chiêu bá thôi. Còn nếu mà nó còn chiêu bá ấy, thì cái việc chúng ta giết nó rất là khó các bạn nhé. Chưa nói đến là nó sẽ outplay giết lại mình, cho nên các bạn phải cân nhắc giúp mình thằng Nakatop. Còn bây giờ thì các bạn hãy nhìn đến bản đồ các bạn nhé. Từ từ cái pha này thằng Nakatop này, bình tĩnh. Đây rồi, nó hết chiêu bá rồi. Một đập một chiêu bá. Ôi, chặt chiêu bá kìa. Nó sẽ chết rồi, đập hay quá. Đấy các bạn thấy chưa? Khi Nakatop nó hết chiêu bá
thì nó chả khác gì một vị tướng nó kiểu rất là khó để mà đỡ lại vị tướng ngủ không ấy. Cho nên các bạn hãy áp dụng cái mèo này nhá. Còn có nhiều người hỏi là anh ơi, nếu mà thằng Na con chưa ba sao? Ôi thì chảy em ạ, đánh làm gì? Đấy, chúng ta chỉ nên đánh khi chúng ta biết chúng ta sẽ thắng, chứ không bao giờ được đánh khi chúng ta chả biết mình thắng hay là không thắng. Đấy, cho nên các bạn hãy cân nhắc nhá. Còn bây giờ thì team mình chết 2 người rồi, và team địch chết 1 người, và team địch đang công lên. Thì cái việc tất yếu bây giờ là mình sẽ tìm hai thằng xạ thủ, và mình sẽ thấy thằng Esu nó đi lẻ này. Esu đi lẻ, mình giết thằng Esu thì chúng ta sẽ còn một thằng Joker thì nó sẽ dễ hơn. Và mình sẽ đi tìm thằng từ Joker đây rồi, mình sẽ tìm thằng Esu nhá. Đây, Esu đây rồi, giết thằng này là có những 50% rồi, 50%. Đây, thấy quá, Joker trừ Joker mất chiêu 2. Joker mất chiêu 2 anh em ơi, giết Joker đẹp luôn. Bắt lẻ hai thằng này là win rồi, thêm thằng Na này. Đây Na, đây anh chơi ép, đây rồi. Chưa ba cho bác. Đấy. Xong lần đầu anh em nhá, xong nhá. Rửa là xong rồi đấy. Đấy. Nhưng mà biết rằng là cách giết thằng Nagaroth chỉ có là chọn được nó thôi thì mới giết được, cho nên anh em hãy tận dụng cái mèo này nhá. Và đừng quên rằng các bạn ơi, các bạn nào có nhu cầu mua nick hoặc bạn bè anh em cô dù gì chỉ bác, các bạn nào mà mua nick thì ủng hộ cho mình cái. Thực sự mình nói thật luôn là cái nick phun ngọc và phun tướng và trên 1-200 skin ấy, mình khẳng định ngày xưa chỉ có trên 5 triệu thôi. Chỉ có trên 5 triệu Việt Nam đồng thôi các bạn nhé mới mua được. Nhưng bây giờ ấy, mình chỉ còn vài cái nick. Bởi vì thứ nhất là mình có vài cái là được các bạn khán giả cho từ xưa rồi. Mình hãy dùng làm clip ấy. Thì bây giờ thì mình dư thừa thì mình bán thôi. Có như cái này giống như kiểu là vừa tặng các bạn này. Giống như cái này là tặng thôi. Chứ nói thật các bạn làm gì có nick nào phún ngọc, phún tướng mà mấy trăm dư ký mà 1 triệu không có đâu. Và được mình bảo hành các bạn nhé, mình sẽ đứng ra bảo hành cho tất cả các bạn nhé. Nếu nick bị lỗi gì từ bên mình thì mình sẽ hoàn tiền lại tất cả các bạn. Và những cái lời nói này sẽ là cái bằng chứng, sẽ là những cái bằng chứng thiết thực nhất để cho tất cả các bạn yên tâm mua nick các bạn nhé. Và chỉ còn vài nick thôi, cho nên hy vọng các bạn nào mà muốn mua nick thì hãy nhắn tin qua số điện thoại 0868614040 các bạn nhé, 10000 và ở trên màn hình ấy. Hy vọng anh em ủng hộ giúp mình một vài nick các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và chúc các bạn hãy bón hành Nagaroth nha. Bye bye. Oh,